Nước dừa không chỉ là một loại thức uống giải khát tự nhiên mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Dưới đây là 5 lợi ích chính của nước dừa đối với sức khỏe mà bạn có thể tận dụng tại nhà để cải thiện sức khỏe một cách đơn giản. 1. Giúp bù nước và cung cấp điện giải tự nhiên. Nước dừa là một nguồn cung cấp các chất điện giải tự nhiên như kali, natri và magie, giúp cơ thể duy trì sự cân bằng chất lỏng. Khi bạn tập luyện, ra mồ hôi nhiều hoặc cơ thể mất nước do thời tiết nóng, uống nước dừa có thể giúp bổ sung lượng nước và các chất điện giải bị mất, giúp duy trì sức khỏe và tránh tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. 2. Tốt cho hệ tiêu hóa. Nước dừa chứa nhiều chất xơ, tự nhiên giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nước dừa còn có khả năng hỗ trợ cân bằng axit dạ dày, làm dịu hệ tiêu hóa và giảm các triệu chứng khó chịu như đau bụng hoặc trào ngược axit. Uống một ly nước dừa sau bữa ăn cũng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra mượt mà hơn. 3. Tăng cường hệ miễn dịch. Nước dừa giàu vitamin C và các khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và vi khuẩn. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong nước dừa giúp ngăn chặn sự hình thành các gốc tự do, từ đó giúp ngăn ngừa bệnh tật và bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương. 4. Hỗ trợ giảm cân. Nước dừa chứa ít calo, không có chất béo và giúp giảm cảm giác thèm ăn. Uống nước dừa thay cho các loại nước uống có đường hoặc thức uống nhiều calo có thể hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, nước dừa còn có tác dụng làm tăng quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả hơn. 5. Cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa. Nước dừa chứa các dưỡng chất tự nhiên, giúp nuôi dưỡng và làm đẹp da từ bên trong. Các vitamin và khoáng chất có trong nước dừa giúp cung cấp độ ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng da khô và cải thiện độ đàn hồi. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong nước dừa giúp làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và giúp làn da luôn tươi trẻ. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.